Vâng, rất vui khi chúng tôi lại được gặp các bạn trên kênh của Cây Cảnh Phủ Quảng. Video hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn một số những tác phẩm ruối tại vườn nhà. Trước hết, xin được giới thiệu với các bạn tác phẩm ruối được khai thác từ vùng núi Hòa Bình, tên gọi Chùa Một Cột. Mời các bạn cùng xem. Đây là điểm cây ngậm đá. Và đây là tổng thể của cây. Tác phẩm thứ hai muốn giới thiệu với các bạn đó là một tác phẩm ruối khai thác có dạng cầu, ta có thể gọi là cầu kiều hoặc rừng trên thân cũng được.
Và cuối cùng, đó là một tác phẩm duối được khai thác và đang có xu hướng làm theo bóng dáng của tự nhiên. Cây rất dài. Các bạn có thể nhận thấy độ già của cây thông qua màu da của cây và những điểm lỗ của cây. Đây cũng chính là một cái đặc điểm để chúng ta phân biệt giữa dầm dúi nuôi công nghiệp, dòng dúi hạt với dầm dúi được khai thác từ tự nhiên. Vâng, và chắc chắn khi đến đây sẽ có một câu hỏi được đặt ra. Và tôi nghĩ rằng câu hỏi này là một câu hỏi rất chính đáng dành cho tất cả những người đam mê và yêu dối. Làm cách nào để phân biệt được giữa cây dối khai thác và cây dối hạt nuôi và cây dối nuôi công nghiệp? Làm thế nào để có thể khai thác về từ một cái phôi dâm để cho phôi sống và phát triển? Toàn bộ những thắc mắc đó chúng tôi sẽ trở lại với một clip về cách chọn, ươm, ủ và dưỡng giúp cho một phôi dúi được khai thác trở nên mạnh mẽ và phát triển bình thường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Trong toàn bộ video của clip của mình có những kiến thức chưa được hiểu biết tường tận, rất mong được sự comment và bình luận của các bạn để tất cả chúng ta đều có thêm những kiến thức về dối và chinh phục để có được những tác phẩm đẹp chia sẻ trong hội những người đam mê cây cảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.